Chú gửi phần năng lượng chữa lành cho tất cả anh chị em ở khắp mọi nơi. Thì chú mong rằng anh chị em để dành cho mình một cái thời gian hiểu biết để thương yêu chính bản thân mình. Và anh chị em thương yêu, có tình thương yêu này anh chị em mới thể hiện cho những người xung quanh chúng ta. Thì anh chị em phải thương yêu chúng ta một cách đúng đắn và thương yêu trong cái sự khôn ngoan mà năng lượng gốc đã hướng dẫn anh chị em dựa trong hai chữ đạo đức và năm yếu tố tình thương. Và bây giờ anh chị em sẽ nghe những cái sự chia sẻ của ban tổ chức và chúng ta sẽ bắt đầu đón nhận. Thùy Trang bắt đầu nha. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy Trống Đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Tự chữa lành cũng giống y chang như lớp 1 thôi, nhưng mà nhớ là nhận NLG trống đồng băng tầng lớp 2 chữa lành. Bước 1, đọc thầm trong đầu, nhận NLG trống đồng băng tầng lớp 2 chữa lành. Bước 2, hình dung nhận năng lượng vào não bộ. Mỗi lần nhận và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm trong đầu, nhận lần 1, nhận lần 2, nhận lần 3. Bước 3, hình dung gửi năng lượng từ não bộ vào trung tâm tiếp thu năng lượng. Mỗi lần gửi và hình dung từ 3 đến 5 giây một lần. Đọc thầm trong đầu, gửi lần 1, gửi lần 2, gửi lần 3. Bước 4, không cần đọc thầm, chỉ cần tiếp tục hình dung gửi năng lượng từ trung tâm tiếp thu năng lượng.
Dạ hết giờ ạ. Chú mở mic giùm con nha.